Phương Mai xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với căn bếp của ẩm thực cuộc sống. Xin chào đầu bếp Lâm Phương Vũ. Anh Vũ này, ngày hôm nay trước khi đến đây thì anh cũng đã bật mí cho Phương Mai là chúng ta sẽ cùng thử nghiệm với một món bánh ngọt rất nổi tiếng của Pháp. Không biết đấy là món bánh gì vậy anh? Đầu tiên cho anh chào Phương Mai với lại quý khán giả ha. Ngày hôm nay thì anh sẽ giới thiệu đến Phương Mai và quý khán giả đây một món bánh. Món bánh này có tên là món bánh kem sữa trứng. Dạ, bánh kem sữa trứng. Và nguyên liệu gồm những gì vậy anh? Nguyên liệu chúng ta có khoảng 600g sữa tươi không đường, 300g kem béo, 6 cái trứng gà, 100g đường cắt trắng, 1 muỗng canh vani, 1 quả táo và 1 ít đường cắt vàng để sau khi mà chúng ta nướng bánh xong chúng ta để lên trên và chúng ta đốt cháy, nó nhìn nó rất là đẹp mắt đó Mai. Nghe chừng đầy hứa hẹn. Tức là sau khi chúng ta đã nướng bánh xong, chúng ta lại còn có một công đoạn, đó là rải đường lên trên và còn đốt bề mặt đường nữa. Phương Mai đang hết sức tò mò rồi đây, và chúng ta có thể bắt đầu được chưa hả anh? Đúng rồi, đầu tiên trước khi làm bánh này chúng ta phải bật lò nướng trước ha. Bật lò nướng trước 10 phút ở nhiệt độ 150 độ C sẽ giúp cho chúng ta sẽ nướng bánh nhanh hơn. Phương Mai có thể giúp anh là bật lò nướng được không? Vâng, để em bật. Lò nào cũng được. Thưa đầu bếp, lò nướng đã được chuẩn bị. Rồi, bước thứ hai chúng ta sẽ đập trứng ra. Ba quả thì chúng ta chỉ lấy lòng đỏ đúng không ạ? Đúng rồi, ba quả còn lại thì sẽ lấy cả. Đúng rồi, Phương Mai có thể giúp anh không? Dạ vâng. Phương Mai rất giỏi trong việc đập vỡ các thứ. Tại vì quý vị và các bạn biết không, ở đằng sau hậu trường ấy, Phương Mai còn một cái tên nữa, đó là nữ hoàng đổ vỡ. Không hiểu sao mình lại tự hào đến thế. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho vào đây, vào nồi ha, hỗn hợp là của 600g sữa tươi, 300g kem béo và 100g đường với lại 1 muỗng canh vani. Để chúng ta sẽ đun lửa nhỏ đến khi sôi là được. Sữa tươi nè, rồi tới là kem béo nè. Anh Vũ này, làm sao để chúng ta có thể tách được lòng đỏ với lòng trắng bây giờ? Vậy hả? Đây để anh. Đầu tiên chúng ta phải đập trước đúng không? Vâng. Chúng ta sẽ bẻ đôi như thế này. Sau đó chúng ta sẽ lấy chồng đỏ ra. Như thế này đây. Và cuối cùng là cho chồng đỏ vào đây. Tức là dùng chính vỏ trứng để tách ra đúng không ạ? Đúng rồi. Mày rất hào hức. Đừng hòng. Được không em? Được. Rồi bây giờ anh sẽ cho vào hỗn hợp sữa với lại kem béo á. Dạ. 100g đường ha. Cuối cùng là 1 muỗng canh vani luôn. Sau đó chúng ta sẽ đun sôi lửa nhỏ nha. Lửa nhỏ thôi. Bởi vì nếu mà sữa tươi với lại kem béo mà đun lửa lớn á. Vâng. Thì nó sẽ tách lớp. Thì lúc đó sữa tươi nó sẽ không còn chất gì nữa hết á. Có lẽ là bằng cách vừa đun vừa khuấy như thế này thì chúng ta sẽ giúp cho sữa không bị sôi quá là nhanh đúng không ạ? Đúng rồi, nếu mà sữa sôi quá nó sẽ tách lớp đi. Thì lúc đó những cái chẳng hạn giống như những cái chất dinh dưỡng trong sữa nó sẽ mất đi, nó sẽ lúc đó khi chúng ta ăn thì cái món ăn của chúng ta không được ngon nữa đó mà. Sẽ bị giảm bớt ngon đúng không ạ? Đúng rồi. Và thưa sếp, trứng đã xong. Một cái lông trắng bị vỡ rồi, không biết là rồi, sao. Không sao, được rồi. Nếu quả mà táo này chúng ta sẽ làm gì ạ? Táo này ta sẽ gọt vỏ, cắt bỏ hai đầu trước ha. Chúng ta sẽ sau đó chúng ta sẽ gọt vỏ như thế này. Đây là một cách gọt vỏ hoàn toàn mới mà Phương Mai lần đầu tiên mới được chứng kiến. Vậy xem hả? Thử được không ạ? Đây. Và trong lúc này thì anh Vũ phải liên tục đảo để cho sữa không bị sôi đúng không? Đúng rồi, phải khuấy đều liên tục như vậy để cho đường nó tan nhanh, cái thứ nhất. Cái thứ hai mình coi được cái sữa nó có quá sôi hay là không đó Mai. Vâng. Sau đó chúng ta sẽ cắt làm tư như thế này ha, cắt bỏ hạt đi xong rồi cắt làm đôi. Dạ. Tại sao chúng ta lại phải ngâm vào nước ạ? Đây là nước gì vậy ạ? Nước lạnh bình thường thôi Mai. Dạ. Nếu mà không á, nếu mà chẳng hạn giống như cần để ý thêm tí nữa, chúng ta có thể cho vào đây một ít muối cũng được. Bởi vì một khoảng thời gian rất là ngắn, nếu mà chúng ta không ngâm vào nước á thì cái bề mặt của cái lớp táo bên ngoài này nó sẽ bị oxy hóa. Nó sẽ bị thâm đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi bây giờ sữa thì nó sẽ đã tan đường hẳn rồi. Khi mà chúng ta khuấy như thế này chúng ta biết được ha. Sữa nó sẽ lăn tăn sôi thôi. Sau đó chúng ta sẽ tắt lửa và tiếp tục khuấy. Không. Sau đó chúng ta sẽ cho vào trứng nha. Trứng chúng ta sẽ đánh đều lên ha. Chứ không biết đặt. Ôi nóng. Nóng không? Không sao ạ. Mình đồng da sắt mà. Rồi, đây nha. Rồi sao ạ? Chúng ta sẽ cho hỗn hợp sữa vào ha. Chúng ta sẽ khuấy đều lên như thế này đây. Và khi đổ sữa vào trong hỗn hợp trứng như thế này thì chúng ta có cần phải lưu ý điều gì không anh?
À, thật ra không cần lưu ý, tại vì sữa chúng ta nấu đun vừa sôi đến thôi, nó không quá sôi. Và khi đó chúng ta khi mà cho sữa vào á, trong hỗn hợp trứng á, thì chúng ta phải khuấy liên tục để nó không bị vữa. Ừ, nhưng mà anh này trứng rất là dễ chín đúng không ạ? Chỉ đúng cần cho nóng một chút là nó sẽ bị chín ngay. Chính xác, cho nên là khi mà chúng ta đun sôi sữa, chúng ta chỉ đun sôi lửa nhỏ thôi. Và khi sữa sôi thì sữa sôi lăn tăn thôi, không quá sôi. Thì khi đó trứng nó sẽ không, khi mà cho vào trứng chúng ta khuấy liên tục như thế này thì trứng nó sẽ không bị chín. Sau đó chúng ta sẽ lược lại nha. À, bằng cách lược như thế này thì chúng ta sẽ loại bỏ được những lợn gợn do trứng chín đúng không ạ? À, thực ra không phải là vậy. À, chúng ta lược như thế này vì trong quá trình chúng ta chẳng hạn đập bể ra cái trứng gà thì đôi khi những cái vỏ trứng gà nó còn sót lại, cho nên chúng ta sau khi chúng ta làm bánh chúng ta phải sao, phải lược lại như thế này nha. Đặc biệt là trứng do Phương Mai đập thì đảm bảo là có nhiều mảnh vỡ còn sót lại. Rồi tiếp đến á, thì chúng ta sẽ cho anh 4 cái tách đi. Tách hình như là chúng ta sắp sửa hoàn thành rồi thì phải anh nhỉ? Xong rồi đó. Ủa, bây xong giờ rồi sao ạ? Ừ, thì bây giờ chúng ta sẽ cho nè táo vào đây ha. Mỗi một chén hai trái táo, hai miếng táo như thế này ha. Sau đó chúng ta sẽ đổ cái hỗn hợp sữa tươi, kem béo với lại đường với lại trứng gà vào. Nhưng mà theo như Phương Mai nhìn thấy thì chắc là đổ khoảng 2/3 bát là vừa anh nhỉ? Hơn chứ, còn mí khoảng tí thôi đây Mai. Chắc là chúng ta sử dụng táo để giảm bớt vị ngấy của kem và sữa và trứng đúng không ạ? Cho trái cây vào những cái loại bánh như thế này sẽ ăn một hay là giảm đi cái sự ngán. Cái thứ hai nữa, táo cũng sẽ giúp cho món ăn của chúng ta nó sẽ ngon hơn nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho vào lò nướng ha. Nướng ở nhiệt độ 150 độ C, ở nhiệt độ khoảng 90 phút là được. Tò mò quá, thật là háo hức chứ. Như vậy là bánh đã vào lò và chúng ta sẽ chỉ cần phải đợi 90 phút nữa thôi ạ. Phương Mai đã rất là tò mò. Nhưng mà nhớ ở nhiệt độ 150 độ C nha. Ồ, còn nếu như cao hơn và thấp hơn thì sao ạ? Nếu mà chẳng hạn em muốn nướng cao hơn ở nhiệt độ 180 độ C đi thì em sẽ nướng thời gian ngắn lại khoảng từ 40 cho đến 45 phút. Nhưng khi đó thì chín bánh á, thì nó sẽ chín, coi như nó bị áp á, có nghĩa là trứng ở bên nó sẽ chín bên ngoài nhiều hơn. À, phần bên trong nó sẽ chưa chín tới. Cho nên nướng ở nhiệt độ 150 độ C như thế này thì chín bánh á, nó vừa chín và trứng, tất cả những cái hỗn hợp bên trong nó sẽ chín đều hơn. Khi đó bánh ăn rất là ngon. Nhưng mà em thấy là thời gian nướng khá là lâu đúng không anh? 90 phút lận thì không biết là có làm cho bánh bị khô không ạ? Thực ra nói về nướng, chúng ta bỏ vào lò nướng nhưng mà thực ra là nướng cách thủy, có nghĩa là bỏ thêm một ít nước vào trong cái khay nướng á, xong bắt đầu chúng ta sẽ cho bánh lên trên. Và khi đó nướng ở nhiệt độ như vậy, thời gian như vậy nhưng mà bánh nó sẽ không bị khô. Bây giờ chắc là bánh cũng đã chín rồi ha, để anh kiểm tra và coi đem ra nha. Dạ vâng ạ. Mời Mai nữa. Bánh chín rồi. Wow. Anh Vũ này, nhìn bề mặt bánh thì thấy chín vàng rồi đấy, nhưng mà làm sao để mình có thể biết được là bên trong đã chín hay chưa ạ? Thường á, chẳng hạn giống như chúng ta dùng một que tăm á, chúng ta cắm vào, chúng ta xem nó chín hay chưa. Cái thứ hai nữa, chúng ta dùng tay á, chúng ta ngửa ngang như thế này. Nếu mà chẳng hạn giống như cái hỗn hợp trứng mà nó chưa chín, nó sẽ chảy qua. Vâng, còn bây giờ thì chúng ta làm gì tiếp ạ anh? Cho một lớp ít lớp đường lên trên, xong chúng ta sẽ đốt cháy nó. Em rất tò mò vì công đoạn này đây, mời anh. Đường lớp vào. Đường chúng ta không cần phải rắc kín bề mặt đúng không anh? Không cần, chúng ta chỉ cần rắc sơ như vậy được rồi Mai. Đốt sơ thôi, không có cần nó phải quá cháy, phải không? Nó chỉ vàng sơ mặt như thế này là được rồi. Anh ơi, vậy còn những vết đen này có phải là cháy không ạ? Hay là... Nó cũng vừa cháy đến thôi, nó không có, không sao hết. Nó cũng làm cho cái món bánh của chúng ta nó có nhiều màu sắc, nó đẹp hơn đó Mai. Dạ. Bây giờ mời Mai dùng thử nha. Coi cái bánh kem sữa trứng này nó như thế nào. Dạ, xem có giống bánh flan không. Chắc chắn là không rồi. Chắc chắn là không ạ. Chúng mày xin mời khán giả nhé. Thơm ngất ngây đúng không? Thơm ngất ngây. Rất là béo. Nhưng mà không bị quá ngọt. Khi mà ăn chung với miếng táo thì vị thanh thanh của táo
lại giảm bớt sự phần nào vị béo của kem sữa trứng. Quả thực đây là một món bánh tráng miệng thần kỳ của người Pháp. Cảm ơn anh. Cảm ơn Mai. Hy vọng rằng là Mai cùng quý khán giả đây có thể làm một món bánh như thế này dễ dàng ở nhà mình, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Quý vị và các bạn thấy đấy, chỉ bằng những nguyên vật liệu hết sức dễ kiếm như là trứng, sữa và kem tươi thì chúng ta đã có thể chế biến ra một món ăn tráng miệng thật thú vị cho bữa ăn cuối tuần của gia đình rồi, đúng không nào? Phương Mai xin chúc quý vị và các bạn sẽ có những bữa ăn thật ngon miệng và ấm cúng nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với một kỹ năng cuộc sống.